Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cách tải hình ảnh trên Google về máy tính Để tải hình ảnh trên Google về máy tính Thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ mở trình gì web lên Sau đó ở đây Các bạn chúng ta sẽ truy cập vào google.com Rồi tiếp theo Các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm Và nhập chủ đề hình ảnh mà các bạn muốn tìm Ví dụ như đây Tôi muốn là tìm ảnh hoa hồng thì tôi sẽ nhập là từ khóa là hoa hồng xong rồi á thì tôi sẽ bấm enter rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ vào một hình ảnh này tôi bấm vào thì lúc này á nó sẽ hiển thị danh sách các hình ảnh về hoa hồng rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải hình ảnh về máy tính ví dụ như đây tôi thấy hình này đẹp này thì tôi sẽ tải về thì để tải hình ảnh này về á thì các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó này và chọn vào dòng là lưu ảnh thành tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn một vị trí mà chúng ta muốn lưu ví dụ như đây tôi muốn là lưu ở My hình cóp, thì tôi sẽ chọn My desktop và bấm vào save thì lúc này á nó sẽ được lưu vào máy tính của tôi rồi bây giờ tôi sẽ ra hình desktop của máy tính để tôi kiểm tra đây chính là hình ảnh mà tôi vừa tải về đó rồi các hình ảnh khác á các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha Ví dụ như đây tôi thấy hình này đẹp này, bây giờ tôi muốn là tải về thì tôi sẽ bấm phải chuột vào nó này Và chọn vào dòng là lưu ảnh thành này. Rồi lưu ý nha. Nếu mà nó xuất hiện cái dòng là tải xuống như thế này. Mà các bạn bấm vào say á thì nó sẽ tải về hình nhỏ nha. Giờ xuống như đây tôi sẽ làm mẫu cho các bạn xem này, bấm vào say này. Khi các bạn mở hình ảnh lên á thì nó sẽ rất là nhỏ như thế này. Đó. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm lại nha, bấm phải chuột này chọn là lưu ảnh thành này, đó, nó xuất hiện tải xuống thì các bạn đừng có tải nha. Rồi bây giờ tôi làm lại nha, bấm phải chuột này, lưu ảnh thành. Này. đó, nó xuất hiện như thế này, thì chúng ta mới tải nha. chọn vào desktop, bấm vào save. thì lúc này á, hình ảnh tôi tải về nó sẽ lớn nha. đó bạn thấy không? nó lớn hơn rồi. Này. rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn là tìm kiếm hình ảnh về chủ đề nào thì các bạn chúng ta nhập vào đây nha. ví dụ như đây tôi sẽ nhập từ khóa là hoa cẩm tú cầu bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tìm kiếm nâng cao nha rồi đây các bạn chọn vào công cụ này ở đây đó, nó có một kích thước này nếu mà các bạn chúng ta muốn là tìm hình ảnh có kích thước lớn á các bạn chọn vào lớn này đó lúc này nó chỉ xuất ra các hình ảnh có kích thước lớn mà thôi trung bình này. hoặc là biểu tượng thì nó sẽ trả về kết quả biểu tượng ở đây tôi muốn là tải hình lớn tôi chọn vào lớn này rồi bạn cũng có thể là chọn màu cho nó nha loại này đó thời gian đó ở đây tôi chọn là màu chẳng hạn tôi chọn là màu đỏ chẳng hạn này đó thì nó trả kết quả về toàn hai màu đỏ thôi bây giờ tôi sẽ tải này về thì tôi sẽ bấm phải chung vào nó này chọn là lưu đảnh thành nè có tải xuống thì các bạn đừng có tải về nha thì nó sẽ rất là nhỏ bấm phải chuột lưu đảnh thành này. Rồi bây giờ tôi tải về Đó Thì nó sẽ được nha Còn đối với các website khác á Các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha Giả sử như đây tôi Sẽ tải hình này về này Đó Tải về thì các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha Bấm phải chung vào nó Lưu nản thành này Và chọn nơi lưu mà thôi Thì nó sẽ tải về Đó như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn các tải ảnh trên Google về máy tính. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.